Vô. Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Mình là Chuka Phát nha. Thì video ngày hôm nay sẽ là video một ngày tập luyện để chuẩn bị cho SEA Games 31 của mình sẽ như thế nào nha. Thì còn khoảng tầm một tháng nữa là mình sẽ đánh SEA Games nha các bạn. Là ngày 17 tháng 5 thì mình có một tháng để chuẩn bị. Thì bây giờ là mình sẽ vô cái giai đoạn mà nặng rồi. Vì giải lớn mà muốn đại Việt Nam nữa nên bắt đầu giờ đang vô giai đoạn cày cuốc. Rồi, giờ mình đang đi vô cái chỗ mình sẽ tập luyện các bạn. Và đây là sẽ tập luyện ở câu lạc bộ SC các bạn. Muốn tại Việt Nam hồi hộp các bạn. Giờ thì mình sẽ bắt đầu cử sáng. Sáng mình sẽ tập luyện ở câu lạc bộ SC. Giờ mình sẽ đi vô. Vô. Hello anh. Mới thay đồ xong. Ở đây sẽ là cửa mà buổi sáng là mình sẽ tập cửa chính nha các bạn. Cửa nặng nhất trong ngày. Thì buổi sáng thì hầu như là mình sẽ dồn hết tất cả cái bài tập vô cái cửa sáng này. Thì hiện tại thì cái khu ở đằng trước á, khu boxing là cái khu bật nhạc tiếng Anh là mình nhiều, mình sợ dính bản quyền nên mình ra sau đây nói chuyện nha các bạn. Chắc tí nữa cũng ra đây sau đây nói chuyện luôn. Thì bắt đầu thì mình sẽ bắt đầu vô chạy bộ khởi động. Lúc có những khúc mình sẽ tắt tiếng này nha các bạn. Đấy. Bây giờ là 9:10. Bây giờ là 9:17. Thì mình sẽ chạy bộ tầm đến 9:50. Sau đó chạy bộ xong thì mình sẽ bắt đầu vô Winpad. Cái cửa Winpad này căng lắm các bạn. Nhiều lúc mà ám ảnh luôn. Rồi vô. Cái tập thì mình sẽ vô chết cân nặng cái nha. Cái máy nha các bạn. Thì bình thường thì mình sẽ thả ký lên. Chứ khi mà mình tập nặng mình sẽ thả ký ăn cho mập lên để có sức mình tập. Thì, tập một thời gian tự động nó rút xuống còn số 3 hoặc là 64. Sau khoảng thời gian thì mình cộng ngày, ví dụ như là chuẩn bị đến ngày để đánh đó, thì mình sẽ mặc áo ký để cho nó ra xuống mồ hôi nhiều hơn. Nói chung là mình sẽ cắt rất là ít. Mình chỉ có dạng như là khi mà quấn chuyên nghiệp á thì mình sẽ dạng như là cắt sâu hơn, cắt xuống 60 hoặc 61. Thì là chuyên nghiệp thì mình sẽ cắt sâu hơn. Còn quấn nghiệp dư, quấn ở Việt Nam, quấn giải SEA Games thế giới thì mình sẽ quấn số 3.5. Thì trong cái khoảng thời gian này thì mình cũng tập luyện, tập căn để chuẩn bị cho SEA Games là một. Cũng có thể sau SEA Games sẽ là những giải đấu chuyên nghiệp. Nên các bạn sẽ đón xem nha. Bây giờ mình bắt đầu chạy. Chạy xong rồi nha các bạn.
cũng là buổi giữa tuần mệt thì tại vì mình tập tập nặng ra mua ngay liền rồi. Bây giờ bắt đầu người nó mệt. Bây giờ là ngày thứ năm nha các bạn, ngày giữa tuần là ngày thường thường là ngày tập nặng nhất, nên bây giờ vô thời gian này mình quải lắm rồi. Phê. Giờ bắt đầu mình băng tay chuẩn bị vô cửa chính của mình nha các bạn. Phê. Đáng lẽ là mình sẽ quay clip này vào cả ngày SEA Games, ví dụ như còn tới tầm 10 ngày nữa mình sẽ quay. Nhưng mà mình sợ lúc đó tập mệt quá, bắt đầu ngơ rồi giờ quay lên nó không được gì hết á. Quay clip không nên ngày hôm nay mình còn tỉnh quay luôn. Giờ mình sẽ băng tay xong mình gió một chút cho nó dẻo một chút. Xong rồi bắt đầu vô cửa chính của mình sẽ nhờ một thằng đệ của mình ra quay giùm cho mình mấy khúc tập như này. Lúc đó là mình hết quay rồi, hết chỉnh rồi, chỉ giờ một người phụ chỉ bỏ được 40 phút. Bây giờ bắt đầu bún gió tầm 2 hiệp thì 3 phút. Đây là thân xác của ông anh đưa cặp bát cho tôi. Đưa cái đuôi. Ấy à. Đúng tôi đi. Làm đẹp. Bình. Thôi không cười nữa. Mày hiểu sức, hiểu sức. Giờ hết này, khúc này hết cười rồi. Khúc này là tập đơn không rõ. Ở khúc này hết cười rồi. Hôm nay tập đến giờ tập đặng. Ủa quýnh mấy này chạy. Bốn hiệp. Bốn hiệp bát nha bạn. Thứ bảy tụi bay cho tụi bay đấu nha. Bốn thằng trụ cho tụi bay đấu. Ok, yeah, ok. Thứ bảy đủ nha. Nó có đại ca. Bốn má mà bốn chết. Veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say Từ từ, để nước. Để từ. Giờ đá nữa. Căng một quá mẹ. Hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, 70. Hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, 8, 9, 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90, cố lên, 10 cái lên, 1, 2, 3, mạnh nữa, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok. Bây giờ là tiếp theo sẽ đấm tại bộ trọng 1 ký, 2 ký, đấm tự do, sau đó có bụng. Đó rồi. Ok. Xong buổi sáng của mình. Bây giờ mình sẽ ngồi nghỉ một chút cho rã mồ hôi, căng cơ tài lỏng, sau bắt đầu về nhà nghỉ ngơi chút, tầm 2:30 mình sẽ quay lại phòng tập. Nay là vẫn chưa hết bài tập nữa các bạn,
Ngày hôm nay huấn luyện viên thấy mình đu đuối, bỏ nhẹ bớt bài này. Cái này còn sẽ đơn về tập thêm một số bài bổ trợ tạ nữa. Chắc mình sẽ dời vào buổi chiều. Buổi chiều mình sẽ có tập chuyên sâu hơn chút nữa, là mình sẽ tập linh chin của Muay Thái. Giờ mình sẽ căng cơ thả lỏng nha. Kéo xuống chút, chỉnh lại chút. Điểm quay luôn nữa. Rồi. Rồi mình vừa mới về nhà các bạn. Buổi trưa của mình thì mình ăn phở gà. Đó. Rồi đồ ăn thì mình tự nấu nha các bạn. Đồ ăn thì mình tự nấu nha. Ok. Xong rồi thêm 3 trái trứng. Mình sẽ thêm bò để trụng nữa. Ăn bò vô thì cũng sẽ có sức mạnh hơn nữa. Sức mạnh nha. Đó. Để đi ngoài đường thì mình thấy bé chuối, quất thêm đại chuối nữa về. Đó, đây là cửa ăn phòng trưa của mình. Giờ mình mới về nhà thì mình đi tắm đã. Tắm xong rồi mình sẽ ra. Mình sẽ ăn trưa nha các bạn. Ăn phở gà và bò tái trụng. Thêm một trái chuối, 3 trái trứng. Trong phần bánh mì này là hồi sáng mình ăn không hết á, nên giờ mình để dành trưa mình ăn tiếp. Mình sẽ uống thêm một chút bột quay để cho sức mạnh. Khi mình ăn trưa xong mình sẽ nghỉ ngơi, mình sẽ ngủ tầm đến 2 giờ thì mình sẽ qua công ty LSC tập luyện tiếp. Ok, bắt đầu buổi tập vào lúc 3 giờ. Giờ mình sẽ ăn nha các bạn. Vô. Ok, bây giờ là gần 3 giờ. Bây giờ mình bắt đầu buổi tập buổi chiều. Tác nghiệp. Nóng. Bây giờ nóng lắm. Thái á, anh trình độ cao hơn á. Còn sốt thi đấy quýnh, anh thấy nó quýnh tốt, nhưng mà nó với em tình nhân nhau thôi. Chị game nào chu hết á. Cố lên. Nhìn gì? Tiếp theo mình sẽ chiều nay mình sẽ quýnh 50 bát trước. Ê, 50 quýnh với bao cát. Bây giờ trước khi vô là sẽ đánh gió một chút đã rồi mới vô tập. Trước khi rồi, bây giờ mình bắt đầu tập nha các bạn. Trước khi vô tập bao là muốn tập tầm 5 giọt 5 hiệp xin để có cảm giác. Ok, hôm nay thì mình sẽ đứng trụ đài nha các bạn. Mấy bạn kia không đánh thì mấy bạn kia sẽ phụ nha các bạn. Đứng trụ đài thôi. Ok. Anh đánh tôi nhẹ nhẹ, mấy này tôi khó tập, tôi nhiều khi tôi ngủ không à. Mấy ông đánh người khác bình thường mới tới tôi nhẹ nhẹ. Đấu tập 5 hiệp. Tôi không có mang đâu. Để nhường nó lại cho mấy người khác đập. Thì đứng rồi, đứng thì cầu em ra đâu. Và cho mình hoa con gà này. Củ bố đó, củ bố đó. Bể ra chỗ quá. Ê. Hai đứa củ đó. À, thôi mà không có tại. Mang đi nó bật cái lắp ra lấy á. Nó đấm, nó đấm. Ngon không ngồi thôi đúng. Cần tuổi đứt con. Ice in my veins, I've been driving this train.
years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la. Man, I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb. A new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la. Giật mạnh lên làm sao đó, đừng có đâm vô gối đâm biết đó thôi, đâm vô bụng tập làm sao đó. Im. Mày vô sức thì nó mềm lắm rồi. Lên 10 phút sống lại rồi. Vô cái ốc, vô cái ốc, vô cái ốc, vô 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 vô. Vô cái ốc, vô. Tôi rồi, cái ốc ơi, tôi rồi. Tôi rồi, biết rồi, vui vui lắm mà. Bên, xoay một bên. Thiếp ơi. 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 Cầu luôn thôi. Chết luôn hả? Đâu má quá à, ghi chú chiếm rồi. Lắp vô lên thôi, đừng khóc, đừng khóc. Đừng khóc.
Chờ mình thấy ông nó mới giật. Giờ gồng lại chết chả. Đi vô. Chụp lại, chụp lại, chụp lại. Tên nào mày thấy. Lẹ lên, chụp. Chụp đi tao. Ôi, bon. Này. Bon. Dạ. Không được giờ ông bon. Quên. Cho đến đây con. Thôi chưa. Đứng gặp anh Cao. Mà đúng. Đúng. Dừng ngay ấn chanh dừng á. Mình vô quýnh bao luôn nha các bạn. Quýnh bao. Ngay chiều nay nặng quá. Quýnh ba hiệp. Quýnh ba hiệp rồi đấm đá quá trời nha. Bên lấy điện thoại qua nghe quay gì bên kia đứng nghe. Mình tưởng biết mình đâu, mình mở vô đâu cái điện mẹ nó đố cái phát tạm muốn chấm trời mình thử. Đứng giùm anh quay này ấn đứng giùm quay qua đây luôn qua đây nói chuyện qua mấy ca là chuyện tốt quá gặp rồi nha các bạn. Mình sẽ dời buổi tạ vào ngày mai thì các bạn thấy á một buổi tập của mình để chuẩn bị SEA Games. Cái này là mới quýnh amateur nha. Còn khi mình tập chuyên nghiệp mình sẽ khác nữa. Các bạn thấy mình đang tập luyện thấy gian khổ không? Nên đời võ sĩ cực lắm nha các bạn. Ô giờ mình mệt quá. Đầu óc hoa nãy giờ quýnh giờ mình đi đánh quá trời luôn xong lúc giật á. Giờ bê luôn. Quá mệt. Giờ mình sẽ tập cơ bụng. Cơ bụng. Và hết sợi đơn. Đấm tạ nữa. Ok cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình nha. Nhớ nếu các bạn thấy video này hay thì cho mình một like, một chia sẻ nha. Ok, cảm ơn các bạn.